Nếu AI là chìa khóa mở ra tương lai thì lộ trình này chính là bước đầu tiên. Cùng xem và để lại bình luận về các phần bạn muốn làm rõ, nó có thể là chìa khóa cho video tiếp theo đó. Thì khi mà các bạn nhìn vào cái hình này thì mình cũng nói luôn là đây là một cái roadmap về AI mà tự cá nhân mình vẽ ra, và mình thấy sẽ khá là dễ hiểu và dễ gọi là cho mọi người follow theo. Đấy, nếu mà ai mới bắt đầu mới học thì cũng có một cái góc nhìn toàn cảnh về AI. Đầu tiên ấy, bạn sẽ đây, bạn nhìn đấy, con cún có ghi ở đây. Đấy. Không biết gì cả, bạn không biết gì về AI cả, thì nhưng bạn sẽ cần có một lượng kiến thức về tiếng Anh gọi là để bạn có thể đọc được và code được, thì gần như là các cái ngôn ngữ lập trình ấy với cả các cái thông tin gần như là tiếng Anh. Thôi mình không cần phải giải thích quá nhiều về tiếng Anh nữa, thì tiếng Anh thật sự là cũng rất là cần ở trong ngành AI này của mình, được chưa? Tiếp theo đó là bạn cần phải đến một cái tầng tiếp theo, được chưa? Là tầng bắt đầu là vào tìm hiểu đấy, là cung cấp nền tảng và kỹ năng của công nghệ thông tin. Đấy, thì khi mà bạn bắt đầu vào học ấy thì đương nhiên là bạn sẽ cần phải học lập trình rồi, tại vì là chúng ta học AI là để lập trình mà. Đấy, thì bạn cần phải học cái ngôn ngữ bây giờ mạnh nhất cho lập trình AI, đó chính là Python. Đấy, và thằng này không chỉ mạnh cho AI mà nó còn là một cái ngôn ngữ thật sự rất dễ tiếp cận cho người mới bắt đầu. Đấy, nó đơn giản, nó dễ đọc, nó dễ viết. Đấy, nó thật sự nó rất là đơn giản. Đấy, và tiếp theo đó, khi mà bạn học lập trình thì bạn học kèm theo toán và xác suất thống kê. Đấy, và cả thuật toán nữa, có nghĩa là tất cả cái cục này đấy các bạn sẽ học có thể song song được với nhau, không cần phải học xong thằng này, và gần như là tất cả cái gì ở trong cái roadmap này các bạn đều có thể học song song cả. Nhưng vấn đề ở đây là gì, là các bạn cần phải có một cái góc nhìn tổng quan. Đấy, học song song cần phải biết những cái gì ấy, ý là cần phải có những kiến thức gì. Đấy, thì khi mà bạn học song song những cái này này, toán, xác suất thống kê và thuật toán, thì ba bốn cái thứ này nó có thể đi cùng với nhau. Đấy, đi cùng với nhau, bổ trợ cho nhau. Đấy, thì về kiến thức toán thì nếu mà các bạn là sinh viên năm nhất đấy, thì các bạn thật sự chú ý cho mình những môn đó là đại số tuyến tính đấy, liên quan đến ma trận các thứ, và các môn liên quan đến giải tích đấy. Chưa? Tiếp theo đó là xác suất thống kê. Đấy, xác suất thống kê thì gần như là AI ấy, nó làm việc ở trên dữ liệu đấy, nó là đi thống kê lại dữ liệu hoặc là đi dự đoán một cái biến cố có thể xảy ra lớn nhất đấy, kiểu thế. Và thuật toán nó là một thứ không thể thiếu ở trong ngành lập trình này, không phải là AI thì cũng là tất cả những cái thứ liên quan đến lập trình thì cần phải có, đều có logic về thuật toán cả. Đấy, khi mà bạn mạnh những cái này, bạn không chỉ có thể làm được AI mà có thể làm được rất là nhiều thứ khác. Đấy, ngoài AI, ok. Nhưng mà trong scope ngày hôm nay thì mình chỉ muốn nói đến AI thôi nhé. Ok, tiếp theo khi các bạn cung cấp được nền tảng sơ sơ rồi, thì các bạn làm AI thì các bạn sẽ biết đến lập trình ở trên CUDA. Đấy, hoặc là lập trình gọi là Deep Learning ấy. Đấy, thì các bạn cần phải biết đến CUDA. Thì thường ấy, thằng này thì các bạn sẽ biết đến sau. Nó không có quá nhiều đâu. Đấy, nó không có quá nhiều đâu. Mình để ở đây thì nó là những thứ mà các bạn cần phải biết thôi. Đấy. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ biết đến thằng này, nó là thằng Terminal. Đấy, là những câu lệnh liên quan đến các câu lệnh về Ubuntu. Đấy, để các bạn dễ thao tác hơn thôi. Thì gần như ấy, basic thì các bạn chỉ cần có cái này thôi là các bạn có thể sang layer 2 được rồi. Nhưng mà nếu các bạn ấy mà muốn có được một dự án phun luồng thì các bạn cần phải có các kỹ năng về công nghệ thông tin nữa. Thì các cái bên dưới này nó là kỹ năng về công nghệ thông tin. Đấy, thì đây là các thứ liên quan đến kỹ năng engineer, là kỹ năng của một kỹ sư ấy, được chưa? Đấy, thì kỹ năng này là kỹ năng terminal. Đấy, liên quan đến làm việc với server các thứ, ok. Tiếp theo các bạn cần phải có kiến thức về database. Đấy, là cơ sở dữ liệu. Khi bạn lập trình ra một cái ứng dụng đấy, AI hoặc là một cái service về AI, thì các bạn cần phải lưu trữ log, lưu trữ data, lưu trữ tất cả các thông tin của nó ở trong database. Thì database này nó làm được việc đó cho các bạn. Tiếp theo nữa, đây cái hình ấy, mình để có cái đám mây ở đây thì nó biểu tượng cho cloud. Cloud là cái gì thì bạn có thể hiểu đơn giản đấy, nó cũng chỉ là một cái máy tính bình thường thôi. Đấy, nó chỉ là một cái máy tính bình thường thôi. Cloud hay server nó cũng chỉ là cái máy tính bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ có thể public ra cho nhiều người dùng hơn. Giống kiểu là nếu các bạn lập trình AI, hoặc là sắp tới bạn có thể biết đó là thằng Google Colab ấy. Đấy, thì nó cũng là một cloud, hoặc là Google Drive của các bạn, thì các bạn cũng có thể hiểu đấy là một cloud. Ok, rồi tiếp theo nữa đó là GitHub. GitHub ấy dùng để các bạn quản lý source code. Đấy, quản lý source code, quản lý những thứ liên quan về đến code. Ok, đấy. Tiếp theo nữa, các bạn sẽ biết đến khi mà các bạn có code, up code, làm việc teamwork với nhau thì các bạn đều có thể làm việc qua GitHub. Năm ông ở 5 quốc gia khác nhau đều cùng làm chung một dự án thì cũng làm việc thông qua GitHub. Ok, tiếp theo nữa, các bạn sẽ biết đến những thứ liên quan đến server. Đấy, là khi mà các bạn triển khai thì các bạn có thể triển khai trên nhiều server khác nhau. Server các bạn hiểu đơn giản như vừa mình nói với cloud ấy, nó chỉ là một con máy tính thôi. Đấy, nó sẽ có hệ điều hành ở bên trong đấy. Nó có sẽ có phần physical là phần cứng, nó sẽ mạnh hơn, mạnh mẽ hơn. Nó sẽ thực sự là rất là trâu bò, hữu ích cho cái việc mà các bạn triển khai đấy, những cái ứng dụng lớn lên trên đấy, thì các bạn cần phải biết đến server. Tiếp theo, khi mà các bạn đóng một cái dự án của các bạn vào thì các bạn cần phải đóng vào một cái API. Thì các bạn hiểu API nó là cái gì? API ấy, các bạn cứ hiểu là khi mà các bạn đưa dữ liệu vào một cái cục, thì API là một cái cục như thế này đi, nó một cái đầu để các bạn nhận các cái thông tin vào.
Đấy, thì API khi mà bạn định nghĩa nó là xử lý, nhận diện mặt người, nhận diện người đi vào vùng nguy hiểm hay là cái gì đấy, những cái bài toán AI ấy, thì API này để nhận các cái thông tin giao tiếp giữa website, giữa app hoặc là giao tiếp giữa các phần mềm với nhau ấy, thì thông qua thằng này để xử lý và trả về cái thứ mà AI nó xử lý xong và nó trả ra. Đấy, đấy, cái này nó dùng để giao tiếp với nhau thôi. Tiếp theo là các bạn cần biết đến web server. Web server ấy thì các bạn hiểu đơn giản, nó là một cái thứ mà các bạn triển khai lên các bạn có thể nhìn thấy được. Đấy, thì code bình thường ấy các bạn sẽ code ở dưới màn hình code một cách bình thường ấy, một cái ứng dụng code như kiểu Visual Studio Code hoặc là bất cứ một cái IDE code nào nào đó, được chưa? Đấy, thì các bạn muốn triển khai có thể triển khai lên web server như kiểu Streamlit hoặc là thằng Radio. Đấy, ok. Thì khi các bạn triển khai lên được rồi, ứng dụng của bạn các bạn chạy ngon rồi, các bạn cần sẽ có một cái thằng gọi là Docker. Đấy, Docker có thể đóng gói cái source code của các bạn triển khai trên nhiều server khác nhau. Thì đấy là thằng Docker. Thì đây là những thứ liên quan đến kỹ năng engineer được sắp xếp từ từ dễ đến khó. Đấy, đây từ dễ đến khó. Thì maybe thằng Coda này các bạn gọi là có thể skip qua nó cũng được, thì nó không nổi trội lắm nếu mà máy của các bạn không có cả đồ họa. Ok, rồi tiếp theo đến layer tiếp theo là liên quan đến chia theo lĩnh vực, đó là chia theo dữ liệu. Thì các bạn hiểu đơn giản là AI ấy là làm việc dựa trên dữ liệu đấy, thế nên là dữ liệu ấy nó đóng một vai trò rất là quan trọng để chia các cái nhánh của AI đấy, để chia các cái nhánh của AI ra đấy. Cứ mỗi một loại dữ liệu ấy thì đương nhiên ấy bạn sẽ có một cái bài toán và phổ biến thực sự rất là mạnh ở trong cái mảng dữ liệu đấy và liên quan đến các cái bài toán đấy, được chưa? Đầu tiên thì mình chia ra đó là về phần big data. Đấy, big data là dữ liệu lớn đấy, được chưa? Là những cái dữ liệu các bạn có thể hình dung là nó là dữ liệu dạng bảng ấy, có cột. Đấy, các dữ liệu có cột đấy, như cái Excel của các bạn đấy, các bạn sẽ biết về Excel gần như là maybe là tất cả các bạn đều sẽ biết về Excel. Đấy thì dữ liệu đấy thì mình được hiểu là dữ liệu đấy là dữ liệu có cấu trúc, được chưa? Còn các dữ liệu liên quan đến audio, đến hình ảnh, đến video, đến âm nhạc, tất cả các thứ, đến wave, đến các thứ thì dữ liệu đấy là dữ liệu không có cấu trúc. Đấy, thì dữ liệu có cấu trúc ấy thì đang được chia ra một mảng rất là lớn ở trong machine learning. Đấy, đang được chia ra một mảng rất là lớn ở trong machine learning. Đấy. Tiếp theo đó nữa là các cái dữ liệu về phi cấu trúc này thì được ăn theo đó là những cái thứ liên quan đến vision. Đấy, vision bạn cứ thể hiện cái hiểu đơn giản ấy là bạn cung cấp một cái mắt đấy, hoặc là nhiều cái mắt cho cái máy tính của bạn, và các bạn lập trình ra cái ứng dụng và dùng các cái mắt đấy để xử lý các cái bài toán, ví dụ như kiểu nhận diện người, nhận diện khối u, nhận diện tất cả những cái thứ liên quan đến nhận diện đấy đều có thể làm được. Đấy, tất cả những thứ liên quan đến dự đoán các bạn có thể hiểu đơn giản là nó là cái thứ mà thay cho con mắt của bạn đấy. Khi ở hồi còn bé các bạn được dạy là đây là cái mix, đây là cái mic, đây là cái màn hình, đây là cái máy tính. Đấy thì khi ở các bạn dạy cho AI thì các bạn cũng dạy như thế. Ok, tiếp theo đây mới là một trong những cái thứ nặng của AI này. Đấy, tiếp theo những thứ nặng của AI đó là cái này. Đấy, là các cái lĩnh vực của AI. Thì các cái lĩnh vực của AI ấy, tạm thời mình chia như này cho dễ hiểu. Gần như các lĩnh vực của AI ấy, trong năm 2022, 2023 vừa rồi ấy, thì cái nhánh này, cái nhánh Natural Language Processing thật sự nó rất là phát triển. Nó nhắc đến gọi là ghim sâu vào đầu của các bạn, đó chính là ChatGPT. Đấy, ChatGPT mà nó khiến gọi là cả xã hội gọi là thay đổi cái cách tìm kiếm thông tin, thay đổi cái cách giao tiếp với cả internet của chúng ta, thì nó chính là thằng ChatGPT và nó ăn vào một cái nhánh sâu ở bên trong thằng Natural Language Processing này. Đấy, còn cái nhánh Computer Vision này nó chính là cái phần mà vừa mình nói và xử lý những cái dữ liệu về hình ảnh, đấy chưa? Đấy, xử lý những cái dữ liệu về hình ảnh. Tiếp theo đó nữa, đó là về phần reinforcement learning. Reinforcement learning ấy các bạn có thể hiểu ấy là những cái thứ, đấy chưa? Những cái con ấy giống kiểu là cái con AlphaGo ấy. Các bạn mấy cái con chơi cờ các thứ ấy, hoặc là ứng dụng nhiều nhất mà các bạn có thể nhìn thấy ấy, đó là nó làm ở trong các cái con game ấy. Như các bạn gần như là các bạn chỉ chơi và giao tiếp với các con game thôi, nhưng mà các bạn không biết là hóa ra bên trong đấy nó có thể dùng reinforcement learning. Đấy, ok. Rồi tiếp theo nó nữa ấy, thì đây là các cái mảng lớn của nó thôi. Nó là các cái mảng lớn của nó thôi. Machine learning nó là một cái mảng bọc ngoài rất là to. Các bạn có thể hiểu đơn giản nó là một cái hình, nếu mà mình có thể để thì cái hình nó ở đây. Đấy, cái hình nó sẽ để trên màn hình như thế này. Đấy, thì nó là thằng AI rồi đến machine learning rồi đến deep learning rồi đến đấy, các bạn có thể nhìn thấy hình đấy. Rồi, khi mà các bạn có một nền tảng kiến thức AI gọi là ok vừa vừa rồi. Đương nhiên là các bạn không thể học hết một cái đống này đâu. Gần như là như thế. Các bạn học ấy các bạn sẽ chọn một vài cái ra, thằng machine learning ấy nó chỉ thuần cho những cái bài toán liên quan đến dữ liệu có cấu trúc. Đấy, còn thằng 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 deep learning ấy thì nó sẽ thuần cho các bài toán liên quan đến computer vision hoặc là natural language processing. Đấy, liên quan đến các bài toán về neural network nhiều hơn. Ý là nó sẽ gọi là mô phỏng lại cái hoạt động của bộ não của con người ấy. Đấy, để nó có thể gọi là chuyển hóa thành code rồi đến cho mô hình nó hiểu được. Đấy, thì các bạn có thể hiểu mô hình đơn giản ấy nó là như kiểu một đứa bé ấy. Đấy, bắt đầu là mình dạy cho nó cái gì thì nó sẽ học cái đấy. Đấy, các bạn có thể hiểu nó như thế, đơn giản như thế. Còn cách dạy nó như thế nào thì thật sự là các bạn cần phải học thì các bạn mới biết được cái cách mà dạy nó như nào. Thì khi các bạn có một cái góc nhìn đấy như thế này rồi, đấy các bạn sẽ chia làm hai con đường. Đối với cá nhân mình nhé, thì mình đang chia cái này làm hai con đường. Một là các bạn theo con đường nghiên cứu, hai là các bạn theo con đường công việc. Đấy, thì con đường nghiên cứu thì sẽ như thế nào? Nếu mà theo con đường nghiên cứu thì gần như các bạn sẽ đi theo con đường này. Đấy, là con đường gì? Sẽ đi du học tiếp.
Đấy, gần như là các bạn đi du học tiếp giống mình ngày xưa. Mình ngày xưa cũng vào trong lab của các thầy, xong là viết báo các thứ đấy, rồi học các thứ để muốn là đi du học. Nhưng mà tại sao mình vẫn ở đây thì thực sự nó là một câu chuyện khá là dài đấy. Nhưng các bạn hiểu là khi các bạn học research, các bạn xin vào các lab ở trên trường, có các thầy cô đang nghiên cứu ở trong lĩnh vực khoa học đấy, thì các bạn sẽ có thể đi theo các thầy đấy và đi theo nghiên cứu, viết các bài báo đấy. Đây là các kỹ năng các bạn cần phải biết, là sử dụng Overleaf đấy, và các kỹ năng để có thể viết được báo, research báo các thứ đấy, là các bạn đi con đường viết báo. Còn nếu mà các bạn không đi theo con đường viết báo, là cái con đường mà khá đa dụng mà mình thấy là chắc phải 80% tất cả các bạn học lập trình mà các bạn đang theo, đó là cho công việc đấy. Cho công việc thì thật sự là cho công việc ấy thì AI hiện tại mình đang thấy là nó đang khá là khan, và đương nhiên là trong cái sự khan đấy thì nó cũng là kiểu cái sự gắt gao trong quá trình tuyển chọn đấy, thì các bạn cũng lưu ý đấy, thấy chưa? Thì nếu mà các bạn nhìn theo hướng xa và đi theo một cái mục tiêu đó là nghề nghiệp ấy, thì các bạn sẽ biết một vài cái nghề nghiệp ở đây. Nhưng mà theo mình thấy nhá, theo mình đánh giá những cái nghề, một số những cái nghề mà mình thấy phát triển mạnh nhất ở ở Việt Nam mình ấy, đó là một là AI engineer, là ông AI engineer gần như là ông ấy sẽ biết gần như là tất cả cái này, có nghĩa là tùy thuộc vào các công ty thôi, gần như là bạn sẽ không có thể làm hết tất cả cái việc đấy cùng một lúc, nhưng mà bạn sẽ gần như là biết mỗi thứ một tí đấy, biết mỗi thứ một tí, đó là AI engineer. Nếu mà data engineer nó đi theo cái nhánh này này đấy, big data, machine learning đấy, các bạn đi theo data engineer. Tiếp theo đó là cái nhánh đó là natural language processing, là xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Nhưng mà nhánh natural language processing này ấy, theo như vừa mình có thể nói ấy, thì cái nhánh này ấy, bây giờ nó sẽ phát triển cực kỳ mạnh, đó là liên quan đến gì, lĩnh vực là ngôn ngữ lớn ấy. Đấy, như kiểu ChatGPT ấy, thấy chưa? Còn về thằng 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 Vision này ấy, thì nó sẽ có một cái nhánh về về gen ảnh này, như các cái ảnh mà các bạn có thể thấy này, hoặc là những cái thứ mà các bạn có thể thấy bây giờ AI có thể gen được ra ấy. Đấy, nó thật sự nó rất là kinh khủng. Nếu mà các bạn biết được AI bây giờ nó gen ra những cái video hình ảnh cực thực sự rất là kinh, nếu mà mình sẽ chèn một cái đoạn ở đây để các bạn có thể nhìn thấy gen bây giờ thật sự rất là kinh khủng đó. Tiếp theo đến là các bạn sẽ biết đến những, nếu mà lĩnh vực nghiên cứu ấy, thì các bạn sẽ thuần về AI researcher đấy, các bạn có thể đi research cho VinAI hoặc là Vin Big Data cũng tuyển research rất là nhiều đấy, hoặc là computer vision engineer là làm những cái liên quan đến cái này này đấy, các bạn có thể làm chẩn đoán bệnh ung thư này, làm các bài toán classification, detection, segmentation hoặc là checking hoặc là posing đấy, các bài toán gọi là mạnh mẽ nhất của gì computer vision hoặc là OCR đấy. OCR là những cái bài toán liên quan đến EQIC mà các bạn đưa cái căn cước công dân vào xong này nó nhận diện hết tất cả các thứ và tự động hết đấy. Đấy, đấy là bài toán cũng là computer vision, đó là các cái ngách riêng thôi đấy. Thì khi mà các bạn đi qua cái quá trình này thì lúc đấy là các bạn sẽ, một là sẽ đi theo hướng university đi, là các bạn sẽ đi học tiếp đấy, học lên master hoặc là PhD đấy, maybe như thế. Còn nếu mà không ấy thì các bạn sẽ đi theo con đường đi làm đấy, xin vào các công ty lớn như kiểu là FPT hoặc là VinAI hoặc là Viettel chẳng hạn đấy, có rất là nhiều công ty tuyển 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 về AI đấy. Thì đây là full toàn trình về tất cả những thứ liên quan đến AI đấy, và đây là một roadmap AI đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây là một roadmap AI đi từ không biết gì cả đến thứ biết gì đấy. Nếu mà các bạn đang muốn tìm hiểu về AI hoặc là đang muốn học về AI ấy, thì đây là cái thứ mà bạn cần phải trải qua, nó không hề dễ một tí nào cả đấy. Nhưng mà nếu mà bạn có mục tiêu, nếu mà bạn có đam mê nhất định thì bạn chắc chắn sẽ vượt qua nó đấy. Peace out.